Mến chào anh em đến với kênh Mai Vàng Kiên Giang ha. Đầu clip xin gửi lời chúc toàn thể anh em cô chú được thật nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục video hôm nay thì quay lại Quyện Nhân Điền anh em ơi. Gặp lại chỗ anh Thanh. Nay anh Thanh về hồi Mai Vàng, Mai Tứ Quý. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em cô chú mình ha. Rồi giặt cả như thế nào? Chi tiết gặp anh Thanh. Chào anh Thanh. Dạ em chào anh Sơn. Dạ em chào tất cả các quý cô chú anh chị đang xem kênh Mai Vàng Kiên Giang. Em tên Chí Thanh, nhà ở xã Hòa Hưng, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại của em là 0946225353. Số đó là Zalo và Facebook của em. Hôm nay em xin giao lưu với quý cô chú anh chị 5 cây phôi tứ quý và 5 phôi vàng. Thì cũng cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ những clip của em. Hôm nay em về những cây mới để giao lưu tiếp với quý cô chú anh chị. Dạ, đầu tiên là em vô cây số 1. Cây tứ quý ạ. Tứ quý. Thì tay cành bảo điệu cho này. Cái này về mình đắp coi chơi ok không nha. Rồi cho thông số chiều cao luôn anh đây. Anh Thành hôm nay báo giá tổng chiều cao của em là 1m2 nha. 1m2. Dạ, quý cô chú anh chị không thích thì về mình cắt ngắn lại chẳng chơi được bình thường. Đây tứ quý thì sức sống rất là ok. Tay cảnh đóng vậy nè anh em. Rồi vô Hoành Thăng luôn anh ơi. Dạ Hoành Thăng em xin phép đo hai vị trí ha. Dạ. Đó tại vì nó nhỏ mà cũ nó nở. Đó nó dốt dốt bút măng á. Dạ ngay vị trí này là 31,5 tích 31. 31. Bút măng ha, em xây vòng. Rồi em sẽ đo xích lên trên. Eo nhỏ nhất luôn. Dạ 23. 23. Rồi, cái đó là eo chứ không phải Quỳnh Thăng nha, Quỳnh Thăng nó nằm dưới á. Rồi Quỳnh Đế nha. Đế này sạch chưa? Cục đế này 83,5. Quá khứ. Rồi. Đế 83,5. Xây coi bảy đế luôn rồi này. Dạ. Cái đường nơm của em nó được 20 nha. Số nơm 20. Rồi giá giao lưu luôn anh Thanh ơi. Cây tứ quý này mã số 1 em xin giao lưu là 1,7 triệu bao ship toàn quốc. Ship toàn quốc. Rồi đó cái luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 2 nha anh em. Coi tứ quý luôn. Dạ, tiếp theo cây số 2 tứ quý gắn chụp nha quý cô chú anh chị. Rồi cho thông số anh ơi. Chiều cao cơ bản của em nó là 70. 70. Đường kính bầu là 40. Quỳnh đế của em nói là 92. 92. Tứ quý anh em. Đế sổ dài 20. Dạ, sẵn đây em cho Quỳnh Thăng luôn ha. Quỳnh Thăng luôn. Quỳnh Thăng ngay vị trí này là 32,5. Xích 32. Xích lên luôn ha, nghe em nha. 27. 27. 27 rồi Quỳnh eo nha. Dạ, cây số 2 này em xin giao lưu là giá 1,8 triệu bao ship toàn quốc. 1,8 triệu ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 3 anh em. Dạ, tiếp theo cây mã số 3. Thôi tứ quý. Tứ quý dáng chật. Chia tay cành đủ. Đều hết trơn. Chia 2, chia 3 tầm lum trơn. Rồi cho thông số luôn anh đây. Chiều cao cơ bản của em nó là 80. Chiều cao 80. Quỳnh cục đế là 106. 106. Cục đế này khệt chân anh em. Đế sổ 27. Số nôm 27. Rồi cho Quỳnh luôn. Phải đế sệt luôn ha. Đúng là tứ quý đế giữ thiệt. Quỳnh như em. Rồi 26. Quỳnh 26. Vậy đế khủng nha. Vậy sệt này. Sệt chân anh em. Dạ, giá giao lưu cây tứ quý mã số 3 này là 2,5 triệu ạ. Bao ship toàn quốc. 2,5 triệu ship toàn quốc. Rồi, đổi cây rồi. Tiếp theo là cây mã số 4 anh em. Dạ, tiếp theo là cây số 4, cây tứ quý nha. Lục lực nha. Lục lực có cành phóng ra. Tổng chiều cao của em nó là 47. Tổng chiều cao 47. Quỳnh đế của em nó là 94. 94.
Đại cảnh đóng dễ hình dung lắm anh em. Rồi cho Quỳnh thăng luôn ha. Rồi 28 rưỡi. Quỳnh thăng 28 rưỡi. Đế cũ đặt khách chưa nè. Yeah. Bên đây còn vẫn có nha anh em. Cường nôm của em nó cũng là 20 nha. Nôm 20. Đế nè. Chung là đế đều hết trơn. Rồi, cái mã số 4 này em xin giao lưu là giá 2,2 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 4 2,2 triệu ship toàn quốc nha anh em. Rồi, ok luôn. Như rồi, tiếp theo là cái mã số 5 anh em. Dạ, cái mã số 5 cũng là cái thôi thứ quý nghe quý chú anh chị. Đại cảnh bỏ điều. Được cao cơ bản của em đó là 100 đúng. 100. Rồi, sẽ coi tay cảnh đúng anh ơi. Dạ. Rồi. Vành tròn đế của em nó là 85. 85. Rồi, sẽ coi tay cảnh luôn. Đường sổ của em nó cũng là 22 luôn nha. Số nôm 22 ha. Dạ. Rồi, đế này dữ lắm. Thiệt luôn. Đế tròn như cái nôm. Tại cảnh đóng gì nè anh em. Rồi cho Hoành Thăng luôn anh ơi. Rồi em sẽ cho vị trí Hoành Thăng luôn ha. Em cho hai vị trí ha. Rồi. Đây, sát dưới này là 30. 30. Nhỏ nhất không thể nhỏ hơn nữa nha. 23. 23 rưỡi đến 23. Nhỏ nhất không thể nhỏ hơn. Đặc biệt là cái nồi đế này đế cũ anh em, gom gọn lắm, đế lực nữa. Rồi xin giá luôn anh Thanh ơi. Dạ. Cái thứ quý mã số 5 này em xin giao lưu là 1,7 triệu bao ship toàn quốc ạ. 1,7 triệu ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 6 anh em. Dạ, tiếp theo cây mã số 6 em xin giao lưu với chú anh chị. Nói chuyện lớn lớn anh Thanh. Dạ. Cành phóng cành bay ha. Cái này cây này dán cành phóng nha quý cô chú anh chị. Tổng hoàng nè anh em. Qua đỉnh luôn. Dán cành phóng nè. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Chiều cao chứ đi, chiều cao chứ đi. Chiều cao của em nó được 45. 45. Cành phóng bay từ chiều cao lên đây là 56. 56. Từ đọt xuống. Đọt xuống. Cái này là 87. 87 nha anh em. Từ kính đầu dài nhất của em nó là 75. 75. Rồi vô Hoành Thăng luôn. Này mấy vàng ha. Rồi 39. 39 Hoành. 39 số đẹp luôn anh em. Phân tổng rồi đế luôn cái anh Thanh. Để mình ra tới mặt bầu chơi. Này tầm khoảng 189 ha nè. 8 đến 19. Rồi xe em coi bể đế luôn. Đế là dày bịch luôn nha. Không thiếu chỗ nào hết trơn. Cứ ngắt cái dần đế này. Cái này chơi bonsai là đỉnh luôn nha quý chú anh chị. Đưa vô cái chậu chữ nhật ha. Dạ. Cành phóng cành bay. Cái cành phóng này ra nó cũng lắc lượng nữa anh em. Đế này thì khẩu chè. Dạ, rồi cây số 6 em xin giao lưu giá 6 triệu bao ship toàn quốc nha quý chú anh chị. 6 triệu bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Được rồi. Dạ. Tiếp theo là cây mã số 7 nha anh em. Dạ, tiếp theo là cây mã số 7 em xin giao lưu cây mai bệ đế khủng dán trực. Dán trực. Đi cành đều cho nha. Đợi nuôi đâm được ra là uống theo sở thích là chơi thôi nha. Rồi cho thông số chiều cao luôn anh ơi. Cái này cao tầm 1m4 nha. Giá xuống tới mặt bầu là 1m4. 1m4. Đường kính bầu dài nhất của em đó là 70. 70 đường kính bầu nha anh em. Này có cành rất là lực anh em. Rồi cho Hoành Thăng luôn anh ơi. Bể đế khủng luôn đó nha. Cô chú anh chị. Này đặc khệt chưa.
rồi như 44 rưỡi, 44 rưỡi, 44 luôn đó, trên 44 luôn. Đế này cứng ngắt hết trơn. Rồi luôn các bạn. Chuẩn bị gì đó nè. Cứng ngắt hết trơn. Đâu nó dài cũng không. Còn 40 42 vậy. Cái mặt này là nó như nó muốn dính liền lại trơn luôn rồi. Rồi sẽ coi bể đế luôn anh này. Xuống sâu lắm rồi, ăn tới đứt mặt bầu. Đây là ăn mặt tiền. Cốt cành thì cũng lai gai đủ chơi anh em. Rồi xin giá giao lưu luôn anh Thanh ơi. Cây mã số 7 này em xin giao lưu giá 7 triệu bao ship 200 cây. 7 triệu ship 200 km nha anh em. Rồi đổi cây luôn. Được rồi. Tiếp theo là cây mã số 8 nha anh em. Thì giá trực tông cao anh em ơi. Mã số 8 này chiều cao nó 2m nha. Em có hậu rồi nha. 2m. Chọn thành có hậu rồi anh em. Cây này là hàng tương lai nha anh em. Quá wow, cốt cành đóng điệu chưa. Đế này cũng dữ trời lắm. Cái này cây mai vàng mà đế khoai mì nha. Đế củ khoai mì vậy đó. Rồi vô hoành thăng luôn anh ơi. Mai vàng củ đế khoai mì. 36 anh. 36. Chóc giót trên đây luôn. 29 anh. 29. Rồi xe coi bể đế luôn. Đế này cũng quá lực. Đường kính bầu cơ bản của em nó là 68. 68. Cầm tay không anh em. Đây tay cành bỏ điều chân. Bây giờ 5-10 năm nữa lên tiền họt họt nha anh em. Quá dữ nồi đế này. Này lên đế biết biết không. Rồi xin giá giao lưu luôn anh Thanh ơi. Dạ. Giao lưu cây mã số 8 này giá 7 triệu nha anh em. Bao nhiêu em luôn mà dưới nền gặp dưới nền mà gặp cây một cốt như thế này mà bể đế dày mua 7 triệu không bao giờ mua nổi nha. 7 triệu. Giá này rất là hợp lý anh em ơi. Ship tới đâu anh? Dạ, ship 200 cây. Ship 200 km nha anh em. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Rồi tiếp theo là cây mã số 9 nha anh em. Rồi mất tiêu thành luôn anh em ơi. Tiếp theo là cây mã số 9 nha. Nhưng mà đo tổng thể chiều cao của em nó tới vị trí đầu hoành là 65. 65. Chiều xéo tới với mặt bầu là 110. 110 cho tổng chiều cao anh em. Sâm lâm đó nghe anh em. Sâm lâm. Rồi xe coi tay cành luôn anh em. Tay cành này bỏ điều cho nha. Đi chơi. Thế mà cắt này bao một không? Bao một. Không không có y một đâu nghe anh em. Này là kéo gần liền hết rồi. Kéo. Rồi vô hoành thành luôn anh em. Này nội đế dữ lắm anh em. Rồi 31 rưỡi. 31 rưỡi. Nên vị trí thức ở đó đây nè. Này không đo đường kính bầu được nha. Phải tròn quá. Đo đường tròn của tổng màu đế. Cái này tầm 220. Khoảng 200 ngoài anh em. Khoảng 220-23. Chỗ đậu số nôm nó luôn cái anh Thành này. Chỗ tới viền của em đó là 53. 53. Phá cái sổ nôm. Tới viền bầu nữa. Còn sâu nước nữa. Ở đế này cũng ngắt hết trơn. Ở ngoài nhìn khủng lắm nha anh em.
Đế này không có chê được anh em. Rồi hơn bảy triệu quý. Cây mã số 9 này là giá 7,5 triệu. 7,5 triệu. Bao ship toàn quốc nha. Ship toàn quốc luôn hả? Dạ. Cây này dữ lắm nha. Cây mạnh với anh em luôn. Rồi, anh Thành hôm nay báo giá hợp lý quá anh em ơi. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Được rồi. Tiếp theo là cây mã số 10 nghe anh em. Tiếp theo cây mã số 10 em giao lưu với quý cô chú anh chị là mai vàng nha. Mai vàng. Mai vàng ghép cúc thọ hương đã đóng bò lá mạnh lắm rồi. Cúc ba lượt anh em. Dạ. Do trong chậu rút ra cho nên em phải xuống lá của nó. Còn em vẫn còn hình còn lá nha. Này dính chưa ha? Dạ. Đóng bò mỗi đầu này là đóng bò cúc thọ hương hết. Cúc thọ hương mình về mình chơi cái mùa Tết này. Nếu như mà không ưng thì mình tháo bò này ra mình chơi lại nguyên thủy vẫn được bình thường nha. Nguyên thủy biến mặt bông không anh? Nguyên thủy bông cũng đẹp lắm nhưng mà bông nó không bằng cúc thọ hương đâu. Cúc thọ hương là đỉnh nè. Cúc thọ hương là quá đỉnh anh em. Rồi, cho thông số chiều cao luôn anh Thanh ơi. Cao cơ bản tới vị trí đầu mình là 64 nha. 64. Đá ngang của em nó là 79 nha. 79 đá ngang anh em. Này mặt tiền anh em. Anh em cho cái thông số luôn đi. 616. Rồi vị trí thước gì nè anh em. Rồi sẽ xuống dưới này là 67 nha. Rồi mình lo sát trên đây đi là 66. Rồi anh giữ thước nè. Vị trí thước gì là 66 nè anh em. Rồi ok anh ơi. Có một vị trí đầu hoành mộng. Cái này mặt khẩu cũng đẹp luôn anh em. Hai mặt này mặt nào là mặt tiền cũng đẹp nha ha. Cây là cây đỉnh nha quý chú anh chị. Hàng này hàng VIP anh em ơi. Gần vuốt bể nách lên xù vậy chứ nè. Đấy đấy này tầm 300 nha. Khoảng 300. Tổng rồi đấy. Cho đầu xuống nôm luôn à các anh Thành này. Đây, từ vị trí đầu hoành. Kéo dài xuống mặt cầu nha. Kéo dài xuống mặt cầu của em nó là 55. 55. Còn xuống sâu dưới này cái u đế lú ra là 65 đó. 65. U đế lú ra nè. Đây là nó còn đế tới đây luôn ha. Đế sâu dưới này luôn. Này bãi đế này cũng dữ trời lắm anh em. Đây này đang trong chậu tốt mà em rút ra nha. Ra phía sau ôm thử cái bầu cái anh ơi. Này giữ chặt còn nó tiêu luôn anh em ơi. Nhìn ngoài nó khủng dữ lắm. 300 đúng đó. Đây rất dây nè. Rồi mà anh em xem bãi đế ha. Đế thì dày bịch hết luôn. Thế này hả? Không có trống cái gì chỗ nào chứ. Mai vàng mà đế còn hơn tứ quý nữa. Động lực nha anh em. Cái này về mình vô chậu và mình tới Tết là ra bông chơi là ok. Chi cành này Tết bông ok. Để đế cứ ngắt chứ. Này chi tiết nào chưa gõ hỗ trợ Zalo thêm nha anh Thanh. Dạ, chi tiết nào gõ em sẽ hỗ trợ Zalo cho quý chú anh chị. Đặc biệt là ghép cúc loài hương hết trơn anh em. Này là thành phẩm rồi. Quá khủng cái nồi. Cái này nhìn mà lớn như lắm anh em. Sườn cành em đã đóng. Cái này là cái bo cúc thọ hương luôn ha. Dạ bo cúc thọ hương hết. Mấy đầu đen là em đóng bo cúc thọ hương hết. Đã phát triển mạnh lắm em. Này là Tết là có bông chơi ha. Dạ Tết là chơi ok đó. Nhìn cái này ngoài cũng khiếp thiệt. Cái này mình chơi là đỉnh của đỉnh rồi đó. Mai vàng mà kiếm đế như thế này sao ra quý cô chú anh chị. Đây, mai vàng mà kiếm đế này cực kỳ hiếm anh em. Dữ trời lắm. Rồi xin giá giao lưu luôn anh Thanh ơi. Dạ em xin giao lưu giá cây này là 50 triệu bao ship 200 cây ạ. Cây 50 triệu là cũng nha. Ship 200 km nghe nè. Mình chỉ đi xe tải trực tiếp thôi chứ không có gửi bưu điện được đâu. Cái này do gửi bưu điện là bưu đế hết. Thì lại nó thành phẩm luôn rồi anh em. Này đều là đưa vô chậu để chơi thôi. Xin nhắc lại cây này 50 triệu ha. Ship 200 km. Xa hơn thì thương lượng phí ship ha anh Thanh ha. Dạ.
quành này 67 đó nha. Mà cũng lắm, hiếm quành 6 mấy mà bể đế này dữ lắm anh em, cực kỳ hiếm ha. Rồi còn nữa không anh? Dạ, cây này cũng là cuối clip à. Dạ, cuối clip em xin kính chúc quý cô chú một ngày cuối tuần an yên, hạnh phúc, đặc biệt là phát tài. Chúc kênh Mai Vàng Kiên Giang sẽ bền vững với thời gian ạ. Rồi, xin cảm ơn anh ha. Rồi, kênh Mai Vàng Kiên Giang đến đây cũng xin được kết thúc video ha. Chúc toàn thể anh em cô chú mình xem video vui. Nhớ bấm cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ha. Như giao lưu thành công với chỗ anh Thanh ha. Rồi, bên chào anh em cô chú mình ha.